Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các em học sinh. Tôi Tiến đây và chào mừng các em trở lại với video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay, tôi muốn sửa cho các em một cái từ trong tiếng Anh mà các em thường phát âm sai. Đó là từ này ạ, các bạn có thể nhìn thấy, các bạn có biết. Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Và từ này trong học tập cũng như trong giao tiếp hàng ngày thì tôi thường thấy bắt gặp các em phát âm cái từ này là interesting. Interesting. Nhưng các em phát âm như vậy là không đúng, người bản địa người ta sẽ không phát âm như vậy. Và thầy sẽ sửa cho các em để phát âm được từ này. Thì từ này có 3 âm tiết là interesting. Và đọc sẽ là gì ạ? Interesting. Interesting. Đó. Chứ không phải là phát âm như cái cách chúng ta vẫn thường phát âm là interesting. Như vậy là không đúng. Đó. Và thầy sẽ lấy một vài ví dụ để các em có thể ứng dụng được cái từ này trong cái giao tiếp hàng ngày. Đó. Ví dụ thứ nhất là she has a lot of interesting ideas but they're not practical. Tức là cô ấy có rất nhiều ý tưởng hay nhưng chúng không thực tế. She has a lot of interesting ideas but they're not practical. Ví dụ thứ hai đó là I have got a very interesting trip. I have got a very interesting trip. Có nghĩa là gì ạ? Tôi đã có một kỳ nghỉ rất là thú vị. Đó. Vậy thì tóm lại trong video ngày hôm nay thầy chỉ muốn sửa cho các em cách phát âm từ interesting. Đây, từ interesting. Đúng không ạ? Và từ này chúng ta sẽ có hai cách đọc, các em chú ý. Chúng ta có hai cách đọc, các em đọc cách nào thì cũng đều đúng cả. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Cách thứ nhất là interesting, cách thứ hai là interesting. Các em có thể đọc một trong hai cách đều đúng cả. Nhưng nếu chúng ta đọc là interesting thì rõ ràng là sai hoàn toàn. Đó. Như vậy ngày hôm nay thầy thì hướng dẫn các em cách sửa sai phát âm từ interesting, interesting. Thầy hy vọng là các em đã học được một điều gì đó trong video này. Để các em có thể nhận thêm video nữa thì hãy subscribe kênh YouTube để có thể nhận thêm những bài học mới. Và thầy hy vọng rằng mỗi một bài học, mỗi một video của thầy đều giúp các em có thể giúp mình cải thiện được cái tiếng Anh của các bạn. Và thầy chúc các bạn mỗi một ngày tiếng Anh của bạn sẽ tốt hơn, giao tiếp phát âm tốt hơn, phát âm chuẩn hơn, và các bạn có thể giao tiếp hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày, trong học tập hàng ngày. Chúc các em thành công.